bạn ơi đừng lướt qua vội, ở đây mình tương tác đi, tha tim với phố lâu nhau rồi sông sâu đó xuống thòm men vào yên bước đi ta làm quen. Mày bê đê, tao cũng bê đê, nhưng tao đâu có lộn bằng mày. Tao với mày cùng chung. Tính kỹ lại thì cũng được 6 năm 4 tháng lẻ 3 ngày không có thì tắm rồi. Ai ơi mà. Đang ngủ muốn chết. Ai đợi nghe túi ngủ à? Bắt nằm mà bắt nằm. Buông lại bắt nằm luôn ra. Ba em đừng mà cảm ơn đừng có đợi giùm con luôn. Kết bạn 5.000 người nhưng mà khi đăng một cái tấm hình tự sướng lên thì chỉ có 10 người like. Rồi 4.990 người kia đi đâu? Tại sao không like? Ước mơ của em là idol TikTok. Chơi TikTok chưa? Em chơi rất là lâu rồi. Em rất là có kinh nghiệm với TikTok. Chơi lâu rồi chắc là nhiều follow lắm. Em bao nhiêu follow rồi? 2. Hả? 2. 2 follow. Ngoại tình là xấu. Thôi thôi bà y mẹ mồm mà đi, nghe bà xong hôm qua đi về chồng có đấm nó không lạch phát nào. Trên chốn giang hồ gọi tao là hột nhãn lòng. Lại cái gì vậy ông nội? Một mắt á kêu bằng gì? Độc nhãn lòng. Độc nhãn lòng. Bây giờ mày đứng em mày mặc cái gì? Tập tuồng. Tập tuồng nhiệm vụ của ông Dương. Anh Dương bệnh đưa giấy nè. Nữa là bệnh hoạn nó đọc cho tao nghe coi. Khổ ghê á. Bệnh an. Đó rồi xong luôn. Ruột lòi tới hồng. Ghê hả? Đúng rồi. Bệnh an. R ruột N L lòi tờ tới hờ họng. Bác sĩ người ta viết tắt là rối loạn tiêu hóa. Mày đọc sao thành ruột lòi tới họng? Gì? Anh hồi nãy tính nó ruột lòi tới hán rồi. Trời ơi trời ơi. No. <laughs>
Hay quá mà.